gà Đông Tảo nhà em đây này. Đây, thưa Trần này, đúng quê Hương Yên nhá. Em học 5 năm đại học ở Hương Yên này. Đây này, toàn ngô này nhá, ngô hạt đấy. Hơi chất lượng đấy nhá, thịt thơm ngon chắc này. Khác hẳn với các cái gà Đông Tảo Lai nhá, được nuôi ở các nơi khác nữa. Đây nhá, chân này là chân tự nhiên đây này, chân không dùng thuốc thiết gì đâu nhá mọi người nhá. Cặp chân này giá trị chưa, các bác đi biếu ăn thì tuyệt vời nhá. Chân này, chân này đẹp chưa kìa. Cặp chân tự nhiên đấy nhá, đúng đất gà Đông Tảo luôn. Ngô đây, ngô hạt. Ai ăn với em nhá. Gà đi lễ Tết đi biếu thì tuyệt vời này. Không ngon, không lấy tiền luôn. Cái mỏ có gà đây con. Đấy. Gà Đông Tảo nha em đây nhá. Cặp chân bá đạo chưa kìa. Chân tự nhiên đi mọi người nhá. Đấy. Làm biếu ăn đều ngon nhá. Đi biếu các bác thì tuyệt vời luôn. Nhìn thấy cái chân là đã thích rồi. Bác nào ăn ới em xin phép kết thúc live stream đây. Cái chân tự nhiên nhá, ngô đây. Gà thật, người thật, Việt thật đây nhá.